Chào mừng các bạn đã đến với Xe Cưng Weekly, nơi chúng mình sẽ tổng hợp những tin tức mới nhất về ngành xe cả trong và ngoài nước. Và trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ có những nội dung đáng chú ý ngay sau đây. Câu chuyện phía sau kỷ lục xếp 1.700 xe theo hình bản đồ Việt Nam. Thực tế về giải đua Jeep Canada đầu tiên bằng xe điện. Những hình ảnh sát sườn của Nissan Kicks 2022 sắp về Việt Nam. Audi A8L 2022 chính thức ra mắt. Nữ tài xế say xỉn lái xe rơi bánh bỏ chạy. Bảo vệ liên tục ngay từ khi khởi động. Casco Magnetech. Đầu tiên là sự kiện xếp 1.700 xe theo hình bản đồ Việt Nam được tổ chức tại khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, Hải Phòng vào ngày 9 tháng 7 vừa rồi. Và những ngày gần đây khi mà mọi người lướt các trang mạng xã hội hay là thông tin điện tử thì mọi người cũng đã thấy rất là quen thuộc với những cái hình ảnh như thế này. Hàng trăm hàng ngàn chiếc xe và đương nhiên là chủ xe, những người tình nguyện viên từ khắp mọi miền Tổ quốc, mọi người bất chấp mưa lớn cản trở, bất chấp địa hình lầy lội để có thể cùng nhau tạo nên một cái sự kiện đáng tự hào và thành lập kỷ lục, đấy là bản đồ Việt Nam được xếp từ nhiều ô tô nhất. Và ekip của Xe Cưng cũng đã có mặt tại Hải Phòng để có thể ghi lại những góc nhìn khác, những câu chuyện phía sau của ban tổ chức cũng như là đội ngũ tình nguyện viên để mọi người có thể hiểu rõ hơn về sự kiện. Trước đây là Autofun và OTV Media cũng là những cái đơn vị mà đã lập ra các kỷ lục xếp hình bằng ô tô trước đó, và bọn mình chỉ muốn là lập lại cái kỷ lục đó với một quy mô lớn hơn. Nhưng sau khi mà mọi người bàn bạc với nhau và quyết định là sẽ không xếp hình bằng logo Autofun như những lần trước nữa, mà sẽ xếp hình bản đồ Việt Nam để có thể thu hút được thêm nhiều người yêu xe ô tô trên toàn quốc. Khi mà chúng tôi đã lựa chọn là thời điểm là tháng 7, và chúng tôi đã lựa chọn tính tới các phương án là có thể mưa, có thể bão, có thể mọi thứ khó khăn. Thực sự mà nói là cuối cùng là chúng tôi thấy là với cái sự hợp tác và với cái sự nỗ lực cực kỳ to lớn của khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, sự ủng hộ rất lớn của những đơn vị cứu hộ, như là các đơn vị cứu hộ họ làm việc liên tục trong ngày, cũng như sự ủng hộ cực kỳ to lớn của hơn 200 tình nguyện viên Hải Phòng. Họ hò nhau, họ đẩy xe để xếp được vào đúng cái vị trí mình mong muốn. Đấy là những cái thứ mà chúng tôi không lường đến và chúng tôi không ngờ được. Nó đã vượt qua mọi khó khăn về mặt thời tiết, mọi khó khăn về mặt địa hình để chúng tôi có thể hoàn thành được cái kỷ lục của mình. Và cũng trong sự kiện này thì ban tổ chức đã quyết định là không chơi thì thôi, nhưng mà chơi là phải chơi cho tới. Vậy nên không chỉ dừng lại ở hoạt động xếp hình bản đồ lập kỷ lục mà có rất là nhiều những lần đầu tiên khác. Ví dụ như là đoàn diễu hành xe hơi đầu tiên tại Việt Nam có số lượng lên tới 500 chiếc xe hơi diễu hành dọc theo các cung đường ven biển Đồ Sơn. Và đặc biệt đấy chính là giải đua Gymkhana bằng xe điện đầu tiên trên thế giới với sự tham gia tranh tài của 33 vận động viên trên toàn quốc. Cụ thể, sau khi thi đấu vòng loại bằng xe đua của chính mình thì các tay đua lọt vào vòng chung kết sẽ tiếp tục tranh tài trên những chiếc VinFast VFE34 do ban tổ chức cung cấp. Thông tin thêm cho mọi người thì Gymkhana chính là một bộ môn thể thao mà mọi người sẽ thi đấu thể hiện cái kỹ năng điều khiển xe trong xa hình, làm sao cho thời gian hoàn thành bài chạy là tốt nhất. Vậy nên thông thường khi mà tham gia cái giải đấu này thì tay đua đã phải lựa chọn những loại xe đặc biệt hoặc là độ cái xe của mình lên để có thể đảm bảo được động cơ khỏe và khả năng bám đường tốt hơn để có thể thi đấu. Có lẽ vì vậy nên việc sử dụng một chiếc xe điện để thi đấu sẽ khiến cho khán giả vừa tò mò lại vừa có một chút hoài nghi. Thế nhưng mà có lẽ là sau khi chứng kiến những cú rip khét lẹt như thế này thì chúng ta đã có câu trả lời cho chính mình rồi. Còn về phía các tay đua thì sao? Họ cảm nhận như thế nào? Mọi người cùng theo dõi nhé! Cái cảm giác lái trên chiếc xe điện nó rất là phấn khích. Cảm giác giống như là trẻ con có một cái món đồ chơi mới được. Mình có lái thử các cái xe VFE34 ở trong Sài Gòn rồi, nhưng mà lần đầu tiên là được đưa vào một cuộc đua như thế này. Xe động cơ lúc trong thì mình sẽ nghe được tiếng máy và cảm giác sang số để mình điều chỉnh cái chân ga. Còn cái xe điện thì nó hoàn toàn không có những cái kênh giao tiếp đó với cái xe, thì mình phải điều chỉnh lại hết toàn bộ cái cảm giác lái của mình, cũng như cái phong cách lái nó sẽ khác hoàn toàn. Đấy là những chia sẻ của anh Phạm Hoàng Đức, tay đua tới từ thành phố Hồ Chí Minh và trùng hợp cũng chính là nhà vô địch của giải đấu lần này luôn. Anh có một kỹ năng xử lý thượng thừa và một tinh thần thép khi thi đấu. Và bên cạnh đấy thì các giải thưởng khác của giải đấu cũng đã tìm được chủ nhân sau suốt 12 giờ tranh tài vô cùng mãn nhãn. Mình sẽ để bảng kết quả đây để mọi người có thể tiện theo dõi. Tuy nhiên thì cũng phải lưu ý thêm với mọi người là mặc dù nhìn chung thì xe điện đều là những chiếc xe có sức mạnh mô men xoắn tốt hơn và không có độ trễ như động cơ đốt trong, nên nếu mang đi để đua đường thẳng thì chắc chắn là sẽ có ưu thế. Nhưng nếu đua Gymkhana như thế này thì thực tế là rủi ro đi kèm cũng khá là cao, vì xe sẽ liên tục phải cua gấp này và tăng tốc ngay ở trong những cái khúc cua đấy, nên sức mạnh mô men xoắn lúc này có thể làm hỏng một hay thậm chí là nhiều bộ phận của xe mà chúng ta khó có thể kiểm soát được.
Nên mặc dù qua những video vừa rồi chúng ta thấy là rất mạnh mẽ và máu chiến đúng không? Nhưng mọi người không nên thử tại nhà nếu như không có sự hỗ trợ của các chuyên gia nhé. Chuyển sang chuyên mục xế mới thì tuần này chúng ta có rất là nhiều chuyện để có thể nói về những chiếc xe vừa ra mắt, sắp ra mắt hay là cả những tin đồn xung quanh. Thế nhưng mà vì thời lượng video thì có hạn mà xe thì lại khá là nhiều nên mình sẽ chỉ nói một vài cái tên tiêu biểu ở đây thôi. Còn nếu mọi người muốn xế cưng làm riêng một video về những list xe sắp ra mắt thì hãy để lại comment ở bên dưới nhé. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng bắt đầu với Nissan Kicks 2022, đối thủ mới của Seltos và Corolla Cross. Mới đây thôi thì mọi người đã bắt gặp được hình ảnh những chiếc xe này đang vận chuyển trên đường phố Việt Nam. Và những hình ảnh này cũng củng cố thêm về những cái tin đồn trước đấy về việc mẫu SUV đô thị cỡ B này có thể sẽ ra mắt trong tháng 7 tới đây. Đặc biệt là theo thông tin của một tư vấn bán hàng của đại lý thì đây cũng sẽ chính là phiên bản mới ra mắt tại Thái Lan vào ngày 1 tháng 7 vừa qua, với nâng cấp đáng chú ý là khối động cơ được cải tiến giúp tiết kiệm nhiên liệu tốt hơn. Ngoài ra thì phiên bản mới này sẽ có một số nâng cấp đáng chú ý khác về nội thất, như là một cần số mới được thiết kế thấp hơn, gọn gàng hơn nhưng mà nhìn cũng hơi quen mắt. Có thêm nút bấm khởi động máy này, thêm màn hình 7 inch đa thông tin ở trên bảng đồng hồ phía sau vô lăng và có thêm cả gương chiếu hậu kỹ thuật số hiển thị hình ảnh do camera phía sau thu lại nữa. Về an toàn thì được trang bị thêm một cái gói công nghệ mới với khá là nhiều tính năng hay ho, nhiều lắm nên mình sẽ để ở đây cho mọi người có thể dễ nhìn thấy. Đấy là về nội thất, còn về thiết kế ngoại thất thì gần như sẽ chẳng có gì thay đổi. Và giá bán khởi điểm dự kiến cho mẫu xe này tại Việt Nam là từ 650 triệu đồng. Và nếu con số này là chính xác thì Nissan Kicks 2022 sẽ có thể là một chiếc xe có giá bán khá là hấp dẫn ở trong phân khúc SUV hạng B nữa ta. Chiếc xe mới tiếp theo của chúng ta đấy là Audi A8L 2022, phiên bản facelift của thế hệ thứ tư của A8 vừa chính thức ra mắt tại Việt Nam vào ngày 8 tháng 7 vừa qua sau hơn 2 năm bị delay vì dịch bệnh. Được phân phối với 3 phiên bản là Classic, Plus và Premium. Mức giá cụ thể thì chưa được công bố, thế nhưng mà giá tham khảo thì rơi vào khoảng 6 tỷ đồng. Như vậy thì Audi A8L sẽ cạnh tranh với những đối thủ như là BMW 7 Series, Mercedes-Benz S-Class hay là Lexus LX. Về kích thước thì Audi A8L 2022 được đưa về Việt Nam sẽ đều là bản long với trục cơ sở kéo dài cùng với ngoại hình khá là to lớn và bề thế, không khác nhiều so với thế hệ trước. Và đây cũng sẽ là mẫu xe có chiều dài lớn nhất trong phân khúc sedan hạng full size luôn. Đặc biệt trong lần trở lại này thì sẽ có thêm phiên bản màu xanh District, một màu khá là hiếm trong phân khúc sedan cỡ lớn. Có lẽ là Audi đang muốn nhắm tới một tệp khách hàng trẻ trung hơn, mang đến sự mới lạ hơn cho phân khúc, một sự mới lạ giàu tính nghệ thuật và kết hợp với cả thể thao nữa. Và ở thế hệ mới này thì A8L sẽ sử dụng động cơ xăng V6 3.0 với công nghệ light hybrid nhẹ và ngắt xi lanh theo yêu cầu cho công suất 340 mã lực, mô men xoắn cực đại là 500 Nm, hộp số Tiptronic 8 cấp cùng với hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Xe sẽ có 3 chế độ lái bao gồm thoải mái, tự động, năng động và một số chế độ cá nhân theo sở thích. Và theo như công bố của hãng thì động cơ này có thể giúp xe tăng tốc từ 0 cho tới 100 km chỉ trong vòng 5,7 giây. Và chuyên mục chuyện xế với những hình ảnh dở khóc dở cười sau đây cũng sẽ là những tin tức cuối cùng khép lại số weekly tuần này. Bán xăng cho phụ nữ thì không phải là một tội ác, thế nhưng đã say xỉn mà lái xe thì chắc chắn là ác. Và khi ta say thì con người có thể làm được nhiều chuyện vô lý lắm mọi người ạ. Điển hình như chị gái trong đoạn clip này đây, đã kích hoạt được siêu năng lực lái xe chỉ bằng vành trong cơn say rượu của mình. Sau khi gây tai nạn vì lái xe ngược chiều thì thay vì ở lại chịu trách nhiệm, nữ tài xế này đã điều khiển xe bỏ chạy thêm 7 km nữa, mặc kệ phần đầu xe bị hư hỏng nặng và thậm chí là bánh xe còn văng ra khỏi mâm. Chị chỉ chịu dừng lại khi bị lực lượng chức năng chặn bắt. Thật may là nạn nhân trong vụ tai nạn này chỉ bị thương nhẹ thôi, còn tài xế thì có lẽ sẽ phải chịu một hậu quả khá là nặng. Và vì cuộc sống vẫn luôn có những sự đáng yêu, nên video của gia đình chủ xe dễ thương sau đây sẽ thay cho lời chào tạm biệt của xế cưng trong video lần này. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người!